một hiệp sĩ sẽ xuống thế giới này từ trên đất liền và sẽ đánh thức ta. Chính mẹ tụi mình đã ém bùa ổng đó. Mẹ, bọn con đã bắt được một tên hiệp sĩ. Mục đích của ngươi tới đáy biển này là gì? Anh có phải là hiệp sĩ thật không? Mình biết anh ấy có gì đó đặc biệt mà. Nếu cô gái có đuôi còn chàng trai có chân, liệu họ có thể đến được với nhau không? Tôi từng biết một chú vẹt yêu say đắm một cô gà mái. Đúng không? Nè, bộ phù thủy, xem mày hướng ai nào. Sako, Sako, chúng ta quậy nhá.